À, xin lỗi chị, thứ mấy tên gì chị? Dạ em thứ ba tên Hồ Loan. Hồ Loan. À, kính thưa quý vị khán giả, để trở lại chương trình hôm nay thì tình cờ mình đi trên đường cũng gặp chị ba Hồ Loan. Hiện là chị đang bán quán cà phê, tại vì chị cũng đam mê văn nghệ. Rồi hôm nay chị gặp Trần Nên thì chị nói thôi bây giờ kệ đi, lâu quá không có ca. Hôm nay là chị muốn ca với mình, với cùng cho quý vị khán giả thưởng thức là chị ba Hồ Loan với Trần Nên hát với bài hát cùng với tên Chợ Mới. Một lần nữa xin mời chị. Cái chợ có hồ nào già bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hẹn đưa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà anh em mong người ơi, sao nước trôi xuôi dòng sông lưng lờ. Sông anh hẹn với em, mai một tay anh đem cao cầu, nhờ người sẽ duyên tình ta. Em trở nên lo buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng, đừng dở. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm, cái tính nó cộc cằn, sợ sau này có hồng quỷ nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chữa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, ăn buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua dặm hồi, thấy mẹ lắc đầu em thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tổng quân, sao anh không cho em biết? Anh lại sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi trẻ. Bộ rồi em chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đông, nhìn những chỗ tiền quân sắc pháo còn rải rác, mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Những bữa nhớ anh đó, em chạy đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Bác nói thằng Tâm á, cứ nào nó cũng nhắc, nó hỏi con Hồng có chồng ở đâu chưa. Đọc thư anh em mừng muốn khóc, mà không biết chừng nào mình mới được
sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua pha Cần Thơ anh nhìn con nước lớn, có dòng nước nào về chợ mới để thăm em. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều rằng anh nhớ. Dòng sông trở mới người ơi, thương nhớ nhau hoài. Dù chưa hẹn cầu cao, rồi gặp anh hai anh bảo, anh bây giờ là hướng xây tấm nết đèn lạnh nước đồng đối hướng dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chứ ngoái trầu trên tay dừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Giờ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã nên người, nếu nó chưa có nơi nào gái nghĩa, khi nó về mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em chạy vội ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt chờ dài mãi giữa lòng son. Chờ mới nóng anh đón người rể mới, còn buồn anh sao chẳng thấy anh về. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe duyên nếu không phải bên, là trọn đời chỉ chuốc khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chờ nhớ em nhiều nhớ chợ mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khẳng khái, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chợ Bình Dân là chợ mới, chỉ 6 năm chợ có lâu lắm không. Đến đây thì Trần Nên xin nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả. Một lần nữa cũng xin thành thật cảm ơn chị Ba Hồ Loan rất nhiều. Một lần nữa nếu quý vị khán giả có thương Trần Nên và chị Ba Hồ Loan thì xin mời đăng ký, và một lần nữa xin thành thật cảm ơn và hẹn quý vị khán giả những lần tiếp theo.